đây là cái lỗi mắc dày, không phải là của một người làm chính trị, không đúng tư cách của một người chủ tịch hội đồng đại biểu toàn cầu, mà đây là tư cách của một cái thứ mà gọi là giang hồ gọi là du côn ở đâu á, chứ không phải tư cách của nó. Xin kính chào quý khán giả Nửa Vòng Trái Đất TV. Như quý vị cũng đã biết là sự kiện ông Vũ Huynh Trưởng kêu gọi những người ủng hộ Tổng thống Trump nếu như muốn ủng hộ vào cái quỹ tranh cử của Tổng thống Trump thì có thể ủng hộ bằng một cái cách, đó là mỗi người gửi 50 đô la Mỹ cho ông Vũ Huynh Trưởng vào cái văn phòng, cái địa chỉ văn phòng của tổ chức của ông ấy, để ông ấy có thể chuyển số tiền đó vào cái quỹ tranh cử của Tổng thống Trump. Đó là một cái việc mà ông cho rằng là người Việt Nam nên trả ơn nước Mỹ trong cái thời gian này. Tuy nhiên cái sự việc đó đã gây ra nhiều sự tranh cãi, có người ủng hộ thì cũng có người không đồng tình. Và như quý vị biết là trên diễn đàn mạng xã hội cũng như những diễn đàn email thì có một nhân vật lên án nhiều nhất, đó là ông Nguyễn Đăng Trình. Sau khi cuộc phỏng vấn của chúng tôi Nửa Vòng Trái TV với ông Vũ Huynh Trưởng, và ông Vũ Huynh Trưởng có nhắc đến cái email cũng như cái tên của nhân vật này, thì rất may mắn cuối cùng chúng tôi cũng đã liên lạc được với ông Nguyễn Đăng Trình để chúng ta có thể có được cuộc phỏng vấn ngày hôm nay trên đường dây điện thoại. Lời đầu tiên xin chào ông Nguyễn Đăng Trình ạ. Vâng, tôi Nguyễn Đăng Trình xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nửa Vòng Trái Đất TV và anh Derek Phạm. Vâng, có lẽ là đầu tiên khán giả và đồng hương khắp nơi cũng muốn biết ông có thể giới thiệu sơ qua về bản thân cho họ biết rõ hơn về ông ạ. Vâng, tôi nguyên là cựu quân nhân của Trung đoàn 45 Bộ binh thuộc Sư đoàn 23 đóng tại 30 thuộc. Hiện tại tôi đang sống ở cảng San Jose gần 30 năm rồi. Sống bình thường, không có làm một cái chức vụ, không ra sinh hoạt cộng đồng gì, chỉ có đến để theo dõi và tường trình sự kiện, cũng như là dùng kiến thức, sự hiểu biết của mình để lột tả những cái ma đầu, những ma quái lừa lọc của những người mà có một cái tâm địa ác xấu đối với cộng đồng ở đây. Và đó là những cái sinh hoạt tóm tắt của tôi ở San Jose, thưa anh Nhật Đích, Eric. Vâng, như vậy thì chúng ta sẽ vào thẳng vấn đề. Thì trước tiên mà nói về những cái việc mà ông lên án hay là không đồng tình cái việc làm của ông Vũ Huynh Trưởng đó, thì ông có thể chia sẻ luôn là về cái việc mà ủng hộ Tổng thống Trump đó, ông có phải là một người ủng hộ cho Đảng Cộng Hòa nói chung và Tổng thống Trump nói riêng hay không ạ? Tôi là người đầu tiên lên tiếng và viết rất nhiều bài sau khi tôi đọc được những cái cuốn sách của ông Trump. Và tôi viết bài rất nhiều vào những ngày đầu tiên của ông Trump ra tranh cử. Lúc đó ông còn là một trong 16 hay 17 ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Tôi viết rất nhiều là ủng hộ ông Trump. Vì sao tôi ủng hộ? Vì một con người mà có khả năng lý luận, một con người có khả năng để làm tìm cách để chiến thắng, tức là đối với Cộng sản nó gọi là tranh luận, vân vân. Thì tôi đã viết bài và ủng hộ ông Trump ngay từ đó. Cho đến bây giờ tôi vẫn ủng hộ ông Trump, mà ủng hộ cách mãnh liệt, chứ không phải viết bài phân tích vì sao như vậy, chứ không phải là ủng hộ đưa tiền cho họ rồi ủng hộ bằng những câu là đá đá Cộng sản, ủng hộ ông Trump, Trump muôn năm, vân vân. Những cái đó là cái trò vụn vặt không đáng. Không phải giống như Vũ Huynh Trưởng là kêu gọi như vậy để có tiếng. Tôi làm âm thầm ở trên Internet là về công tác tư tưởng, công tác tâm lý chiến mà thôi. Tôi không xuất hiện để đi làm ồn ào ở ngoài xã hội để lấy tiếng của mình. Vâng, thưa anh Derek.
Vâng, vào cái thời gian mà khi mà ông Vũ Huynh Trưởng bắt đầu lên những cái mạng xã hội cũng như những kênh truyền thông ở tại hải ngoại đưa ra cái ý tưởng là kêu gọi những người ủng hộ Tổng thống Trump gửi 50 đô la vào cái quỹ gây quỹ và số tiền đó sẽ được gửi cho cái quỹ tranh cử của Tổng thống Trump. Ông có thể cho biết là lý do vì sao lúc đó ông lại gửi những cái email ra và phản đối cái việc làm này của ông Vũ Huynh Trưởng ạ? Vâng, việc thứ nhất, Vũ Huynh Trưởng lại nhân danh chủ tịch của một hội đồng đại biểu toàn cầu và lấy địa chỉ của nhà anh ta để làm văn phòng của cái hội đồng đại biểu đó. Như anh và mọi người cùng biết ấy, là bất cứ tổ chức nào xuất hiện đều cái cộng đồng, cái đồng hương ở chỗ đó họ biết cả. Tuy nhiên, đây là một cái tổ chức không ai biết ở San Jose. Chúng họ họp nhau ở đâu, họ làm cái gì ở đâu và tự dưng xuất hiện. Cũng như lần trước, mà bất cứ một tổ chức nào xuất hiện thì thành viên hoặc là đồng hương đều muốn hỏi là cái tư cách pháp nhân của họ có hay không. Bởi vì khi họ không có tư cách pháp nhân, không có giấy phép thì họ hoạt động như vậy là bất hợp pháp. Và nếu mà quyên tiền thì lại càng bất hợp pháp nữa. Do vậy, khi mà Vũ Huynh Trưởng đưa cái hội đồng đại biểu đó về đây, hoàn toàn y như là một cái hoạt động bí mật, một hoạt động ở dưới địa đạo, không ai biết. Và vì không ai biết cho nên người ta sẽ thắc mắc cái tổ chức này ở đâu ra, ai đẻ ra, không thông báo, truyền thông báo chí ở đây còn không biết, làm sao đồng hương biết. Thứ hai nữa, khi mà người ta không biết đó là một tổ chức chính danh, một tổ chức hoạt động có giấy phép, thì cái sự kiện ngờ vực của đồng hương nó xảy đến rất nhiều. Và vì vậy, tôi là một người hoạt động viết báo ở đây, một người là theo như Mỹ nói gọi là freelance, tôi viết báo tự do, cho nên nhiều người họ biết tôi. Từ năm 1994 cho đến bây giờ tôi viết không biết mấy ngàn bài báo ở trên internet, kể cả báo giấy, là ngày xưa còn cái tờ Việt, tờ Lido Sài Gòn nhỏ ở San Jose. Từ lúc đó, từ lúc mà có cái Ủy ban bảo vệ chính nghĩa quốc gia ra đời để chống lại Thanh Lan, tôi là người viết bài đầu tiên liên quan đến tình báo chiến lược của Cộng sản, liên quan đến kế hoạch tuyên vận của Cộng sản qua lá bài Thanh Lan và đăng ở báo Việt Nam Nhật Báo ở San Jose. Từ đó tôi viết rất nhiều bài. Và vì thế, khi mà có một cái tổ chức mới ra đời không ai biết, thì đồng hương đã biết tôi rồi, đã biết tôi viết rất nhiều, đã biết tôi là một con người là thẳng thắn đối với lại những cái ma đầu, những cái ám muội ở cộng đồng ở đây, và tôi đã lên tiếng nhiều. Do vậy mà đồng hương họ gọi lại, họ gọi phone hỏi bây giờ thế nào, mình có nên đóng hay không, và cái này ở đâu ra. Đó là lý do tôi lên tiếng. Tôi lên tiếng việc thứ nhất là để cho họ, cho cái ông Vũ Huynh Trưởng có cơ hội nói cho đồng hương biết mình không phải là hoạt động bí mật, là một tổ chức ở địa đạo. Thứ hai, quý vị đã là một tổ chức mà tự nhận mình là toàn cầu, có nghĩa là quý vị có cái số lượng nhân sự rất đông đảo và quang minh chính đại, mình công bố cho mọi người biết ở CV, báo chí truyền thông họ biết. Thứ hai nữa, một tổ chức toàn cầu và nhân sự lớn lao như vậy thì phải có một cái địa điểm để làm là trụ sở, không thể lấy cái nhà riêng để mà làm được. Vì vậy đó là cái mà đồng hương họ thắc mắc, họ nhờ tôi lên tiếng, và tôi đã lên tiếng để cho chính bản thân Vũ Huynh Trưởng và cái tổ chức đó là thanh minh thanh nga, vì mình có giấy phép hay không, mình có trụ sở hay không, có như thế nào không ai biết. Đó là lý do tôi nói lên thắc mắc.
Thưa anh David. Vâng, thậm chí có nhiều người còn cho rằng là đây là cái việc làm bịp và lừa đảo đồng hương đó. Thì chúng tôi cũng đã đặt thẳng vấn đề khi mà chúng tôi phỏng vấn với ông Vũ Huyên Trưởng như vậy. Thì ông ấy có trả lời, chắc ông cũng đã xem rồi, là ông ấy nói rằng là không thể nào bịp được khi mà chúng tôi yêu cầu những người nào muốn đóng góp ghi $50 đồng thời ghi trả trong cái check cái tên người nhận là Tổng thống Donald Trump, thì không thể nào chúng tôi có thể cash và lấy cái tiền đó bỏ túi riêng. Thì ông có muốn nói gì luôn về cái điều? Vâng, bịp nó có nhiều nghĩa, không hẳn là phải là lừa đảo tiền bạc, thưa anh đấy, thưa và thưa quý vị. Bịp, cái chữ bịp nó ẩn giấu rất là nhiều cái ý nghĩa ở trong đó. Bịp là thứ nhất là anh lấy một danh nghĩa láo lếu để bịp người ta. Thứ hai, nếu như anh có là giấy phép thật sự, anh có giấy phép là thu tiền, tôi xin nói rõ ở đây là hai vấn đề khác nhau. Anh có giấy phép hoạt động như là một hội public benefit, hội đoàn, mà các hội đoàn của ở Việt Nam ở đây chúng ta có là hội ai hữu, họ cũng có giấy phép hoạt động, hội ban diện cộng đồng cũng có giấy phép hoạt động. Nhưng chỉ với cái mô hình của họ là public benefit, là non-profit, public benefit. Còn có những cái hội thì họ sử dụng là mutual benefit, public benefit. Như vậy cái hội mutual đó, họ có thu tiền để là điều hành cái hội đồng quản trị của họ. Vậy thì cái hội đồng đại biểu này họ sẽ tổ chức theo cấu trúc nào? Public benefit hoặc là mutual benefit. Bởi vì public thì bạn không có quyền thu tiền. Khi nào cần cái gì thì đồng hương đóng góp. Còn nếu mà mutual benefit thì đó là mấy cái người hội của người già, họ đóng tiền để họ lo chuyện nào chuyện kia khi hậu sự. Đó là việc thứ nhất. Thứ hai, ngay cả khi mà làm public benefit non-profit thì muốn thu tiền, bàn lại phải có cái giấy phép được thu tiền đồng lương, phải xin giấy phép. Vậy thì khi đưa ra một cái tổ chức không ai biết nó là cái gì, nó quá lạ lắm đối với San Jose, mà tự dưng lại có một cái sự kêu gọi bắt buộc đồng hương phải thắc mắc. Thứ hai, cái chuyện tôi muốn nói đây là bịp, không phải bịp tiền, bởi vì ghi vào Tổng thống Donald Trump thì không ai là coi như là lấy được hết, bởi vì không có nhà báo nào mà nó mất chuyển tiền cho mình gửi về cho ông Trump. Tại vì có những cái check, những cái mà người ta đóng góp xong rồi á thì vẫn bị cắt như thường, ngoài trừ đề tên rõ ràng là ông Donald Trump thì không ai cắt được, chứ còn đợi đề tên người khác nó vẫn cắt được như thường. Riêng cái mà tôi nói bịp ở đây không phải anh bịp về tiền bạc mà anh bịp về danh nghĩa. Bây giờ thì vâng. Khi mà Nửa Vòng Trái Đất TV phỏng vấn ông Vũ Huyên Trưởng và ông ấy có nhắc đến tên ông đó, như vậy thì ít nhiều trong cái cuộc phỏng vấn đó, những gì ông ấy phản biện, ông có đồng tình hay là ông có hiểu thêm được một cái điều gì đó mà trước đây có thể là ông hiểu lầm hay không, hay là ông vẫn giữ quan điểm so với những lúc mà ông viết email ra phản đối cái việc làm của ông Vũ Huyên Trưởng ? Ông có thể cho biết. Tôi vẫn giữ vững lập trường của tôi, bởi vì những gì tôi viết ra là viết bằng lý luận, bằng data, bằng chứng liệu, chứ tôi không viết theo cảm tính. Tôi không thù hận ai cả, nhưng bởi vì tôi có những cái bằng chứng cụ thể, có những cái tầm nhìn về chiến lược, về tâm lý quần chúng, cho nên tôi viết ra là tôi đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Khi Vũ Huyên Trưởng đưa ra cái chuyện đó, tôi nói bịp, nhưng mà nó bảo tôi là đại bịp, nó bảo, nó nói tôi rất là nhiều cái
cái trò mà người là không có tốt nào là đấu tố em, đấu tố người quốc gia, làm đủ chuyện. Tôi không hề có cái chuyện đó. Trong khi đó thì nó bảo tôi là đại biệt. Và điều mà tôi, nó bảo là tôi là thách thức tôi. Nếu mà muốn phản biện thì phản biện. Tôi không phản biện. Bởi vì như tôi nhắc với anh và Vàn và Vũ Văn Trưởng là đã có một lần cách đây là nhiều năm lắm rồi, nó viết cái bài cưới vợ, người giết vợ, và bây giờ nó mới lên lại đây. Tôi thách thức nó không dám nhận. Tôi ở Việt Nam, cha tôi, em tôi ở Mỹ không hề biết tôi làm chuyện gì. Vì sao nó biết, bà nó biết, nó làm bài thơ con cóc mới gửi lại trên diễn đàn đây, là tôi dùng dây kém gai để trói vợ, trói chân, trói tay vợ tôi lại, đánh cho đến chết. Làm sao nó ở đây nó biết được? Công an, đồn công an của phường cách nhà tôi chỉ 20-30 bước thôi. Tổ trưởng tổ dân phố là trước mặt tôi, trước mặt nhà tôi. Mọi sinh hoạt đều khi tôi đi tù về đều bị quản chế trong cái thể thức là ngũ gia liên bảo. Vậy mà tổ trưởng dân phố không biết gì cả, công an là phường không biết gì cả, Vũ Văn Trưởng ở Mỹ lại biết cái chuyện đó, có phải là nó bịp bợm không? Nó thù hận cá nhân, tôi lột mặt nạ những tổ chức, những ma đầu ở đây, thì nó không dùng lý luận để bịa lại, bịa hộ lại, nhưng nó dùng cái bới móc bịa chuyện của cá nhân để ra là làm. Thì tôi nói rằng bây giờ nếu như mà anh có cái bằng chứng, thay đơn anh ra trước Lan Plaza, có đồng hương, có báo chí làm chứng, anh đưa ra bằng chứng là tôi trói, dùng dây kém gai để trói vợ con tôi tay chân, đánh cho đến chết, anh đưa ra, có tôi chấp nhận bị chặt đầu. Nếu không có, anh chỉ việc cầm một cục phân khô của con chó rồi giá đút vào miệng để cho tivi họ quay, vậy đủ rồi. Nó không dám là nhận thách thức, nó bảo là ôi nói với người không nên nói. Vậy thì hôm nay nó thách thức tôi không nhận, tôi không thách thức. Lý do là thách thức thì phải có cái khả năng, cái kiến thức, có cái văn hóa tranh luận. Đằng này nó không có, nó chỉ có ngôn ngữ là ăn nói là vu khống, bịa đặt chuyện nọ chuyện kia, rồi là đàn áp người ta, dùng cái tiếng nói ồn ào lên tivi, lên đài, lên sóng đủ thứ cả. Tôi chưa bao giờ có mặt ở trên sóng, kể cả cầm microphone để nói ở trong các sinh hoạt cộng đồng trong gần 30 năm nay, chưa bao giờ. Tôi dùng ngòi bút đủ rồi. Tôi không, đây là lần đầu tiên anh Lê Đức Phạm cho phép tôi được là có tiếng nói, và có lẽ tôi cũng chẳng bao giờ muốn là cái chuyện công khai, tôi không muốn ồn ào đó. Và tôi nói là anh bị, là anh dùng những cái mà là để anh mượn hoa cúng Phật, anh nói rằng là anh là tình báo Hoa Văn là can thiệp, là vì anh muốn dùng cái đó để che mất, che cái mà anh đang lúng túng, cái ban hành cộng đồng đang lúng túng, đang có những cái trò bịp bợm ở đây. Và gọi là đến nỗi mà đi đồng hương ở đây tố cáo là tiếng danh nào là độc tài, đi vô trong nhà ăn, nhà hàng buffet, ăn xong cái ra tự dưng là từ phó chủ tịch lên là chủ tịch, mà hội đồng đại biểu là thay đổi toàn bộ cấu trúc của ban đại diện cộng đồng cũ, rồi không có giấy phép. Vũ Văn Trưởng làm gì mà có được cái giấy phép là hội đồng, chủ tịch hội đồng đại biểu của người Việt quốc gia? Không hề có. Vì vậy phải dùng những cái mà đưa lên để tình báo Hoa Văn thế nào thế kia để mà che giấu được việc làm của anh ta. Rồi đến bây giờ anh ta cũng dùng cái chuyện cộng đồng, anh ta vừa mới được ông Nguyễn Duy Tài tổ chức ở dưới đó, rồi bây giờ đưa lên là chủ tịch hội đồng đại biểu lại để tiếp tục là có thể
dùng cái uy thế, những cái uy danh đó để che mất những cái tội, những cái xáo trộn mà anh ta không còn đất sống ở đây nữa. Dùng cái chuyện mà làm tiền bạc, gây mượn hoa của Donald Trump để cúng cái cô hồn sống vui trường ở đây. Chứ không phải là biệt là anh dùng tiền. Tất cả mọi cái nó quy về cái uy danh anh muốn che lấp tội phạm, che lấp những cái ma giáo của anh ở Bắc Cali này. Dùng cái những cái trò quyên tiền, những cái trò là ở dưới năm ta để che giấu những cái tung tích. Cái lần mà phỏng vấn gần đây nhất của chúng tôi với ông Vũ Huỳnh Trưởng thì ông ấy có thách thức ông đối chất cũng như là cùng một lúc trả lời trên sóng Nửa Vòng Trái Đất TV về những cái tranh cãi này. Thậm chí ông ấy nói rằng là nếu cần ông ấy cũng sẽ show ra những cái giấy phép hoạt động. Thì không biết là cái lời thách thức này ông Nguyễn Đăng Trình có muốn chấp nhận hay không ạ? Thứ nhất, muốn đối luận thì phải có văn hóa đối luận, phải có tôn trọng cái người đối luận, phải có cái lý luận để mà đối luận. Ở đây Vũ Huỳnh Trưởng không hề có. Vũ Huỳnh Trưởng có cái ngôn ngữ mạt sát, cũng thứ nhất là ngôn ngữ là mạt sát, chửi rủa người ta. Mà tôi chứng được bằng cớ thì hắn phải ngồi xuống để ăn cơm ở dưới đất. Cái chuyện đó là chuyện trẻ con. Một tổ chức, anh nói là anh công khai, anh có cái nọ, anh đi làm chính trị, anh phải nhận búa rìu dư luận. Tôi đã nói cái gì, đó là việc của anh. Anh phải sẵn sàng xô ra cho người ta biết, đây, anh nói tôi là như vậy như kia, nhưng đây là bằng cớ, chúng tôi có phép. Vậy ta thỏa mãn chưa? Không có cái chuyện mất dạy là bảo rằng nếu tôi có, tôi chứng được bằng cớ, thì hắn phải cúi xuống đất. Đây là cái lỗi mất dạy, không phải là của một người làm chính trị, không đúng tư cách của một người chủ tịch hội đồng đại biểu toàn cầu, mà đây là tư cách của một cái thứ mà là giang hồ, người là giang hồ, người là du côn ở đâu á, chứ không phải tư cách của nó. Vì không có tư cách, tôi không nhận đối luận. Vì không có văn hóa đối luận, anh nhìn và tất cả mọi người cũng đã thấy rồi đó. Khi nó nói chuyện với Hoàng Dung, với ông Nguyễn Đăng Lạc và rất nhiều người khác đối luận ở trên Nửa Vòng Trái Đất hoặc là trên phố Buôn Xa, nó nhảy vào miệng người ta, nó nói, nó không cho người ta nói, nó ồn ào, nó dùng cái cuống họng của nó để nó la hét ầm ĩ lên, nó thóa mạ người này người nọ, kể cả xuyên tạc. Tôi không thuộc thành phần mà để ngồi nói chuyện với những con người như thế, không có văn hóa, không có khả năng, không có tức là lý luận để đối luận, mà chỉ có là mặt sát, chỉ có như là khi mà thua lý rồi. Ở đây vì nó thua lý cho nên nó đã mặt sát người này người kia. Ví dụ như ở đây nó mặt sát ông Võ Tán, rồi ông chết, ông ấy cưới một người khác cũng bảy mấy tuổi, người hiện tại là đã trên 80 tuổi rồi, thì bà ấy là lớn tuổi hơn tôi vài tuổi thôi. Vậy mà nó mạt sát ông ấy là thứ trâu già gặm cỏ non. Thì thử hỏi rằng là một con người mà lúc đó là phó chủ tịch mà đi làm những cái trò đó thì có ai dám ngồi với thành không? Cứ nhảy vào miệng người ta nói, rồi là bị chuyện rằng là ông Hoàng Dung nói sai, 39 người mà chết ở trong thùng là những người nghèo. Tôi viết bài, tôi đưa thẳng lên liền, đây, đây là gia đình, đây là cả một cái làng gọi là làng tỷ phú do đài BBC về tận Việt Nam để làm phóng sự. Đài họ nói rằng đây là làng tỷ phú, họ giàu, họ sống bằng villa, xây villa. Vì sao Vũ Huỳnh Trưởng lại nói rằng đó là người nghèo? Vậy thì anh làm việc mà không có bằng chứng, không có dữ liệu, mà chỉ có tưởng tượng, mà chỉ có cùng là thoá mà chỉ muốn dùng cái tiếng nói để áp đảo người khác, cái thứ mất dạy đó tôi không ngồi nói chuyện với hắn.
Vâng, có lẽ là chúng tôi cũng sẽ đặt cái câu hỏi này cho ông để ông có thể nói rõ hơn cho đồng hương khắp nơi được hiểu. Có một vài người nhận định là cái sự việc mà lùm xùm này đó, một người đứng ra kêu gọi ủng hộ Tổng thống Trump nhưng mà cũng bị búa rìu phản đối của những người cũng đang ủng hộ Tổng thống Trump luôn, thì nhiều người cho rằng cái sự việc này nó giống như là một cái ca sĩ ngôi sao có nhiều người hâm mộ, nhưng mà đến khi thấy ai mà tỏ cái lòng hâm mộ của mình quá đó, vượt hơn cả số đông còn lại, thì sẽ có những người mà ủng hộ ngôi sao đó phản đối luôn, bởi vì không muốn cái nhân vật đó quá được nổi bật. Thì trong cái câu chuyện này cũng như những cái dư luận đó, ông có muốn trả lời không? Cái chuyện đó thì nó đã nói rồi. Trong cái lần phỏng vấn với anh thì nó đã nói là vì tôi ganh tị, vì tôi tiếng nói không được lớn, tôi không có to họng. Mà nó thì dĩ nhiên là to họng là bởi vì khi nó công khai, nó nói ở trên đài, trên sóng truyền hình, trên YouTube thì mọi người nghe nó oai hơn. Còn tôi không được cái gì cả, tôi ganh tị. Cái chuyện đó là chuyện của trẻ con, đó là tưởng tượng mà thôi. Không ai đi ganh tị với một người làm việc mà kém cỏi như nó cả. Ở San Jose, anh nhớ rằng nó đã từng năm 1986, nó đã chửi Đức Cha là ở đây, là giám mục ở đây, là nó dùng cái chữ là DM, bởi vì ông này là cái tên Pháp là ông Dumen. Nó vô nhà thờ, nó chửi đùa người ta. Rồi, nó làm đủ mọi trò ở đây năm 86 đến bây giờ. Thưa với anh và thưa với mọi người biết rằng là không ai động đến Vũ Anh Trưởng, bởi vì nó có những cái thái độ ngông nghênh, nó đụng một tí nó hạch tách, nó thế này kia, không ai dám làm. Nhưng tôi dám, tôi là người có bằng chứng, có sách vở, còn bảo rằng ganh tị gà tức nhau trên giấy. Tại sao tôi phải tức với một người ngu dốt hơn tôi? Tôi ủng hộ ông Trump là tôi viết bài, chứ tôi không danh tay ra, tôi không tìm danh. Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Đăng Trình rất nhiều về những chia sẻ của ông. Ít nhất là khán giả cũng đã nghe được những cái tâm tư của ông, vì sao ông không đồng tình cũng như ủng hộ, nếu không muốn nói là lên án cái việc làm của ông Vũ Huynh Trưởng kêu gọi mỗi người đóng $50 để ủng hộ Tổng thống Trump. Đó là những gì mà ông Nguyễn Đăng Trình suy nghĩ. Chúng ta sẽ chờ đợi xem những ngày tới như thế nào, cũng như là chúng tôi cũng sẽ gửi cái đoạn phỏng vấn này khi lên sóng cho ông Vũ Huynh Trưởng để ông ấy xem, để ông ấy có thể ít nhiều nghe được tâm tư của ông Nguyễn Đăng Trình. Xin cảm ơn ông một lần nữa. Vâng, cảm ơn anh Đến Phạm.